Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tỵ tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn trong tháng kỷ hợi người tuổi tỵ đương đầu với cục diện tương xung thái tuế nên vận khí giảm mạnh gặp nhiều trở ngại khó được yên ổn theo đó bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên áp lực tinh thần cũng ngày một lớn có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở buộc phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều. Cạnh tranh cũng tăng lên, điểm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ Nguyệt Lệnh Lâm, đế vượng, hỗ trợ nên chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng mới này hung tinh hoành hành, tài lộc của tuổi tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Có điểm báo chia ly, dạn nứt về tình cảm trong tháng, bạn nên có công tác chuẩn bị. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Người tuổi tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Tử vi tuổi tỵ tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện sự nghiệp, cục diện tương xung thái tuế đang khiến mọi thứ như bị đảo lộn, bản mệnh nhìn đâu cũng thấy khó khăn, đụng làm gì là gặp trục trặc ở đó. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Áp lực ngày càng gia tăng, trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Bản mệnh cần suy tính kỹ càng, hành sự thận trọng, chậm mà chắc còn hơn là nóng vội rồi hỏng việc có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trắc trở buộc phải dừng lại thời điểm mà lẽ ra mọi thứ cần gấp rút hoàn thiện thì lại có xu hướng bị ứ động trì trệ khiến tinh thần bản mệnh xuống dốc trầm trọng thay đổi cách thức làm việc đổi mới phương pháp tiếp cận vấn đề là điều cần thiết lúc này để sớm cứu vãn tình thế trong các mối quan hệ xã giao bạn nên duy trì khoảng cách nhất định không nên tuyệt đối tin tưởng ai đó rồi có ngày bị phản lại Nhất là khi cạnh tranh cũng đang tăng lên, điểm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ, bạn không thể nhàn tản hay chủ quan được đâu, cũng nên tránh ôm đồm quá nhiều việc vào lúc này. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đánh sau lưng. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng và cả các tinh nguyệt mã hỗ trợ nên bản mệnh dễ dàng vượt qua khó khăn thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra tất nhiên không có chiếc bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống bạn phải vận dụng năng lực của bản thân kết hợp với may mắn thì không lo không giành được điều mình muốn chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái kết quả như ý Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng sự ủng hộ của mọi người, coi trọng tinh thần tập thể, đảm bảo thành công đến càng dễ dàng và rực rỡ hơn. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện tài lộc. Tháng mới này hung tinh đại hao hoành hành, tài lộc của tuổi tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn cuộc, cần liệu cơm gấp mắm, có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng eo hẹp. Tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được trong khi các nguồn thu vào không tăng thì các khoản chi ta lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối. Có thời điểm bản mệnh còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng dùng rỉnh rồi, chớ liều lĩnh. Khi vận khí dần ổn định, những người làm công ăn lương sẽ được lợi hơn là hành nghề tự do. Nguyệt Mã nhắc nhở con giáp này xông xáo, không ngại khó ngại khổ, đảm nhiệm nhiều trọng trách đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể truyền vận. Theo phi tinh tháng, sao Bát Bạch xuất hiện ở cung chính Tây. Tài khí ở khu vực này khá vượng, nếu kích hoạt đúng phong thủy sẽ dễ có lợi cho tài lộc của gia chủ. Do đó, tuổi Tỵ có thể đặt một vài đồng tiền xu phong thủy hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dụ tài lộc vào nhà, thúc đẩy tài chính thuận lợi, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Tỵ tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ ngày càng rối ren, phức tạp hơn mối quan hệ đôi lứa vợ chồng xuất hiện nhiều mâu thuẫn nghi ngờ lẫn nhau khiến cho cuộc sống nặng nề hơn buồn chán hơn nhiều quan điểm bất đồng khiến cả hai rơi vào tình trạng bế tắc nếu cả bạn và người ấy không tiết chế cảm xúc của bản thân sẽ rất dễ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ hiện tại nếu cả hai không tỉnh táo và nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề đang gặp phải e rằng khó tránh cảnh chia ly đau buồn đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau hãy cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn và suy nghĩ tích cực rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhanh. Đặc biệt, đừng mang sự nóng giận trên cơ quan về nhà và chút lên đầu những người thân của mình. Đối phương không có nghĩa vụ phải chịu những điều mà mình hoàn toàn không có lỗi. Với người độc thân, người đến kẻ đi nhanh chóng, khi bạn còn chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này. Trong tình cảm, bạn nên để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, không nên ép buộc bản thân mình cũng như ép buộc người khác. Có như vậy mới tránh khỏi những chuyện thất vọng không đáng có. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch về phương diện sức khỏe. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của người tuổi Tỵ đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Do đó, tháng này bạn nên chăm lo hơn đến cơ thể của mình, không nên quá tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Cuối tuần nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo hoặc thăm hỏi những người bạn cũ để thay đổi không khí. Từ đó tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 10 âm lịch năm 2021 một quý tỵ thuộc mệnh thủy nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn quý nhân thìn hợi tiểu nhân mão mùi màu sắc may mắn đen xanh lá hai ất tỵ thuộc mệnh hỏa nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh quý nhân ngọ hợi tiểu nhân dậu thìn màu sắc may mắn, tím, hồng. 3. Đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan. Quý nhân, mão, sửu. Tiểu nhân, thân, mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 4. Kỳ tỵ thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, nếu không tiết chế cảm xúc của bản thân sẽ rất dễ phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Quý nhân, tuất thìn. Tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, cam, đen. Năm, tân tỵ thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, nên chăm lo hơn đến cơ thể của mình, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Quý nhân, mùi, thân. Tiểu nhân, ngọ, dậu. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi tỵ trong tháng 10 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại